mình tính là phải tính cho nó có chí tình chí nghĩa bà con. Thay vì bây giờ bà con mình đối thắt thì buộc một bao một công cũng có mười mấy bao à, có 12-13 bao, lúc trước một công tới 18 bao. Tiếp tục thì bữa nay Thất Sơn quay cho bà con xem cái miếng lúa OM18 á, đất ba vụ khai kinh tế không con. Thì nói chung cái vạt này, cái vùng đất đó, cái vạt này cũng như là cái vạt đất nó còn đất thịt đó bà con, thấy làm lúa cũng khá là đạt á. Mặc dù là OM18 thì bà con thấy dàn lá cháy trơn nè, nhưng mà giờ dàn bông rất là ok luôn. Cái dàn bông mà giờ em thấy là nó cúi đầu như vậy là dù cháy lá cái nào, cháy lép cổ nào, lép cắt ra không có bao nhiêu, có đảm bà con luôn. Giờ miếng lúa biết biết, con thấy không? Thì bữa nay thì cứ báo giá lúa cho bà con OM18 đầy thơm rồi đó ha. Thì những ngày qua thì nói chung thì cũng có sụp, nhưng mà nói bà con sụp là sụp cái giá lúa, cái giá gạo ha. Giá gạo nó sụp 50-300 đồng đó, thì bắt buộc cái lúa nó sụp theo là do mấy thằng ghe nó mua, là mua về nó xay gạo nó bán thôi. Nên là gạo sụp bắt buộc lúa sụp, chứ thật sự là giá lúa bà con những ngày qua còn đạt 96-97, 9,5, dao động là 9,5 đó, là không có sụp ha, là cái giá bà con lấy cọc đó là đúng đó. Nhưng mà gạo sụp thì bắt buộc nó sụp theo vậy đó. Nhưng mà bữa nay thì báo tin vui cho bà con thì nó đã lên lại ha. Bữa nay thì giá lúa lên lại 100-150 đồng hết bà con đó. Thì cũng vô đó nó sụp vài bữa lên, sụp vài bữa lên, chứ không có khi nào sụp luôn đâu. Thì theo bà con mình cũng làm lúa cũng biết rồi, hiện tại bây giờ lúa là năng sức không có nè. Đồng xuân ý vụ thu đông này thì lúa, cái nguồn lúa nó có như tất cả hai vụ đã xả đê hết rồi, còn đất ba vụ mà ngoài ba vụ bà con biết đi, ít có đồng nào mà có năng sức cái dân. Hình hên thì được 1-2 chú ruộng chúng thôi, chứ không có khi nào mà chúng hết trên cánh đồng, thắt lắm. Nên là không có lúa luôn. Thì đây bà con dậu em 18 thì đa số là nó cháy ha. Thì cháy cái này thì nói chung mình vừa cháy bì lá mà vừa cháy lá luôn, nhưng mà giờ cái dàn bông này thì nó bà con ok rồi. Con dòm là nó không có đơ á, bông mà con thấy nó đơ đơ là thua, còn mà nó quạt quạt vậy không có đường nào mà thắt nổi nha. Thì cái khuôn này là ba công điện hết mà con. Đây, khuôn này là ba công điện. Ở đây thì Sơn quay cho bà con là chính xác luôn đó, không có ăn gian trong, không ăn gian là chết á. Thì đây Lát Sơn báo giá lúa cho bà con ha. Thì hiện tại bà con ở cái đồng thả Vĩnh Tế này nè, ấp cây chanh Vĩnh Tế này, thì hiện tại thì nó mới sụp có 2 ngày nay thôi. Lần trước bà con mình lấy là 9,5 nè, còn số bà con mình lấy sau 2-3 ngày được 9,620 đồng ha, 9,620 đồng, cao cả đó đó. Ở đây là báo giá lúa là chính xác luôn đó, là cái giá bà con ở lấy cọc đó ha, chứ không phải là nói sàm sàm để câu like câu view cho bà con mình đâu. Thì bà con nào không tin thì cứ lết đích lại cái gian đồng Vĩnh Tế này, hỏi các cái chủ ruộng này biết à, mình có sao nó vậy mà con. Lát Sơn này không có vụ mà nói khơ khơ đâu. Một số bà con khác có 80 mấy nói sao là 90 mấy, nó xấu dốc nó xạo thời bà con sao nó vậy, dốc xạo được cái gì. Thì nói chung thì mấy ngày trước thì bà con mình lấy cọc 9,5, nhưng mà cắt ra lái nó sinh, thì 2 ngày trước thì đúng là có giá lúa có sụt ha, cái lúa sụt 100 đồng đến 200 đồng. Thì lấy cọc 9,5 ra căn sinh 100 đồng, còn 9,4 thì nói chung 9,4 cũng ok, không làm nhầm nhỏ cho ha. Còn một số bà con lấy cọc sau 9,620 đồng thì lái nó cũng sinh lại 9,4 luôn, nhưng mà chủ ruộng không chịu, chủ ruộng chỉ là cho 120 đồng thôi, còn 9,5 chịu căng không chịu thì bỏ cọc bán cái khác về chủ ruộng. Nhưng mà bà con làm á, nếu mà làm muốn làm vậy thì bà con phải kết hợp với nhau đông, vài chục cái nhà trăm công đủ ghe, hoặc là lấy cọc thì lấy cọc cho nó xứng đáng, không có gì thì mình lấy cái tiền cọc nó được, còn có bỏ cọc cái rẻ công 100-200 cái gì nó cũng bỏ cọc bà con à, cái cọc lấy cái cọc nhiều nhiều vô. Này bà hãy lấy cạch 9,5 không à? Này lúa em 18 không con, thì chủ ruộng cũng lấy cọc 9,5 ha.
giá hiện tại giờ cũng 9,5 luôn, nó sụp thì không có sụp đâu, giá nó còn nằm đó đó ha. Thì bữa nay lúa lên lại, hai ngày trước thì có sụp. Dàn lúa này công điện từ 11 bao thấy gì không? Thấy êm nè. Chung về máy cắt thì mấy anh em ta cắt ta biết thì ta chạy cũng lai gai hết mà con, không có chạy nhanh nên là lúa cũng bít ra. Chẳng thà mà chạy chậm đi mà lúa có lỡ ra chút đỉnh thì cũng không ai nói đâu, còn mà vô đất mà chạy nhanh dù dù thì ra lúa thì ai cũng nhót ha. Còn nói về vấn đề mà bữa hổm Thích Sơn nói 12 công mà nói 10 công á, để mà cắt nói An Giang mới cắt thì nói chung thì nói tiếng An Giang thì đúng là An Giang, nhưng mà thật sự thì nó có qua có lại bà con ơi. Thường thì bà con cắt ví dụ 12 công tôi nói 10 công đó, mình chưa có tính là tiền thất thoát cái máy cốc đó, máy cắt đó, cái máy cắt sạch thì nói không không nói gì đi, hiện họ trên cũng phân tích cho bà con nghe cái gì nó cũng có qua có lại. Nếu cái máy sạch thì ok, còn những máy mà những anh em khác làm không uy tín đó, để mà chế độ máy chạy để cho nó nhẹ máy rồi ăn nhanh đó, thì nó có thể là ra lúa bà con là ví dụ trung bình một ngày mấy vuông nó ra 10 ký thôi. Nhưng mà ví dụ bà con mình ra máy hơi cũ cũ thì cũng ra cỡ 15-17 kg một công điện là dữ lắm rồi. Một số máy Thích Sơn thấy là ra từ 20 mấy ký trở lên, 20-30 ký. Thì bà con tính đi với cái lúa bà con làm giờ không có năng sức nè, mà lúa chính là máy, mà ví dụ ra một công điện rồi ra thêm 5 ký thôi, một chục công là 50 ký rồi. Ví dụ người ta 12 công, ta nói 10 công thì 50 ký, rồi con báo 500 ngàn, cũng như là tiền kia là một công cho 250 đó, mình cũng tính vô trong đó. Chế máy bà con cắt sạch thì cũng không nói gì, đó là cái thứ nhất. Do cái dạng OEM thì bà con thấy nè ha, mình làm OEM đừng có cho, đừng có xài dày ha, OEM mà con xài dày thua, có 5-4, 5-1 xài dày được, tại vì OEM nó càng thưa thì bông nó càng ok. Mà do bà con giờ cái dạng chân á, nó bự, cây nó bự, nó ú là bông bự à, bông nó đạt à, còn cây mà ní là thua. Đây, rất là trúng ha. Thì đối với em bữa nay thì cũng 100 lẻ là con ơi, 102 chắc cỡ 102 á, tại vì hôm ngày mưa cắt không được nó đùng ha, thì thấy nó cũng một số trà nó khô nè, và nó bị đuông có bông, thì nó sẽ có chia sẻ cho bà con á. Thì đối với các giống bây giờ thì giai đoạn cuối bà con không xịt xương xương cái thằng đô, giai đoạn khoảng 85-87 ngày là tới chín là có gãy ha. Từ 85 tới 7 ngày giờ tôi ôm cái này là toàn bộ luôn có bông nè. Chích tại vì thằng gắt giống lúa bây giờ thời tiết bây giờ nó thay đổi, sau đó dịch bệnh nó tấn công giai đoạn quan trọng, tấn công cái là năng suất bà con mất liền ha. Đây khô, còn nói chung gạo thì nói chung thì vô rất là no, ít lép. Này không biết chỗ ngày mưa ngày nắng, nhưng mà thấy thằng OEM thì Thất Sơn thấy rồi con, nó chỗ ngày mưa giờ cũng ít có lép nữa, nó vô gạo cũng chắc như 5-4, 5-1, chỉ có cái bệnh lép là do cái bệnh cháy lá thôi, cháy bị lá lép thôi, chứ thật sự là nó cũng chịu mưa, cái hái bông nó không bị lép vô mưa, ít lắm, ít khi nào bị lép vô mưa lắm, mà bị lép do là do cái cháy lá. Còn cái bông này ở Sơn đó là từ 11 bao trên công điện, quá nhiều hơi khô xíu rồi, nhưng mà nó cái thằng OEM18 này nó khô á, nó không có bị mắc cái số ký ha, trọng lượng ký trên số hạt á, nó không bị mắc, nó không có nhẹ như 5-4, 5-1, 5-4-1, nó khô là nó nhẹ lắm ha. Đây. Còn nói về cắt lúa mà một số Hắc Sơn có đề cập đó, số bà con nói An Giang ví dụ 10 công nó 12 công nó 10 công, nó tội nghiệp mấy anh cắt, nó cũng nói chung là không có tội nghiệp đâu bà con ơi ha. Vừa cái thất thoát là bà con mình không tính rồi, cái thứ hai là lúc trước bà con mình làm lúa năng suất ha, một công nó hơn nó một công tầm cắt á là một tính 150 đến 1 tấn 1 hả, thì cái số lượng cắt mà bao trên công á là nó trung bình từ 18 đến 20 bao. Nói chung bình 18 đến 20 bao là cái số lượng mà con, nếu mà mấy anh em đi máy cắt cái này tính ha, tính là cho bà con hiểu luôn, là một số anh em máy cắt đi là ví dụ cắt một công thường thường mà con mình cắt một công dẫn ăn là 200, cắt kéo luôn đi, cắt tính cắt kéo luôn là một công là 240, tính công lớn đi ha, công lần ba là 240 đó, nhưng mà thay vì một công mà con buộc mấy anh em buộc máy cắt á, buộc 18 bao và kéo cũng kéo là 18 bao,
giác á, đúng là 18 bao giá 240. Nhưng mà ví dụ bà con nói ăn có người ta và nói bây giờ con mình ăn gian, nhưng mà bây giờ ví dụ nói buộc chứ gì nhân công đi chết luôn, nhưng mà thật sự bây giờ ví dụ một công tầm cắt là còn có 12-13 bao à. Cái số bao bà con, số bao mà anh em đi mới cắt buộc lại á là ít lợi, và cái số lượng mà anh em giác cái bao á kéo á ít lợi nữa, thì nó ra cũng vô đó à. Nhưng mà cái này cũng như là mình chia sẻ với nhau thôi, chia sẻ cái chi phí với nhau thôi, chứ thật sự mà nếu mà bắt cái nông dân mà nói mà ăn gian đất mà kêu trả đủ cho mấy cắt thì nói chung cũng tội nghiệp, một hai công không có nhiều như có qua lại. Mình tính là phải tính cho nó có chí tình chí nghĩa bà con, thay vì bây giờ bà con mình lúa thắt thì buộc một bao một công cũng có mười mấy bao à, còn 12-13 bao, lúc trước một công tới 18 bao. Thì nói chung nếu mà lúa mà trúng á, nếu mà hiện tại mà lúa bà con mình trúng á, một công mà chẳng 900 tấn á, mà bà con mình ăn gian ra thì đúng là mình ăn gian tội nghiệp. Nhưng mà lúa thắt thì nó khác. Ở trong thất sơn thì nói chung thì cái vạc thất sơn cắt lúa cũng im đó bà con ơi. Một số vạc vạc của người dân tộc thì bà con biết là nhiều khi 3 công nữa, 2 công nữa. Nhưng mà anh em thì cũng cắt ha, không có tính toán nhiều đó. Về cái thằng nông dân thì làm nói chung thì những cái bất cập, những cái thất thoát, những cái lỗ lã thì nó sẽ cao hơn là anh em mới cắt mình nhiều lắm. Chi phí mũi hành như là còi mũi hành đó là trắng tay luôn, một số bà con làm rất nhiều á, lỗ cả chục triệu, cả trăm triệu ha. Một số bà con mười mấy công lỗ hai mấy triệu nữa đó, nói chung là nông dân thấy vậy cũng khó khăn lắm chứ không có sung sướng đâu. Còn lúa bây giờ thì nói chung bà con làm nặng phân nặng thuốc, nhưng mà bà con mình biết cách đi đúng cử, đúng thịt đúng cử, đi phân đúng cử thì năng suất bà con có thôi đó. Còn đi không đúng mà nói phân thuốc nhiều cũng vậy à, cũng vô ích à đó, phí. Thì đây để coi hồi được như ba nữa con, thấy dàn lúa này quá đẹp luôn, cháy lá mà dàn bông quá ok. Máy cắt cũng khá ok ha, nói chung chừa hàm đây cũng ngon rồi. Thì đất ở đây thì thuộc dạng đất nà ha mọi con, nên là làm lúa dễ có năng suất lắm, đặc biệt là vụ đông xuân ha. Đi phân thuốc đúng cử là năng suất nó đạt dữ lắm luôn, đặc biệt OM18 mà con thấy vụ thu đông mà còn dàn bông cái này, mà nếu mà dàn bông này mà gặp vụ đông xuân là nó bà con 1 tấn 1 tấn 2 là chuyện bình thường luôn á ha. Nói chung cũng tùy người làm chứ không phải ai vậy, như cái dàn bên đây cũng OM18 mà con thấy bông đâu có nhiều đâu đó. 7 phần à, bên đây ví dụ 10 phần, bên đây có 7 phần, cũng do người canh tác nữa, tắt rồi người canh tác người ta kỹ thuật người ta nữa ha bà con. Nói chung mà con dòm cái dàn bông với cái dàn cái độ cao của nó là từ 5 tấc 5 tấc 5 tấc rưỡi là vừa luôn đó. Nhưng mà cái dàn bông mà con dòm nè, dàn bông mà đông xuân là vô 1 tấn 1 tấn xiền luôn đây con dòm, con dòm cái dàn bông là biết nè. Mà cái mặt độ lúa mà con dòm mặt độ cái lúa nó không có dày đó, thưa thưa là dòm bút gạ nè, dày là không có được cái dàn bông này đâu. Nó mà con xài dày tốn phân tốn thuốc mà năng suất nó không có nữa. OM á, OM sao thương mà nó nở mà năng suất nó có ha. Miếng này là 3 công tập điện nè, đây từ bên đó qua đây dàn bông này thôi rồi, công điện hết sang đón từ 11 bao rồi. Với bao này với lúa cái tình hình này thấy nó cũng nặng ký không, nhưng mà mình trung bình nó 57 kg một bao ha, chục bao nó 5.7 ghi 50 nó 5.7 6.3 cũng như 6.5, nếu 11 bao là 6.5, công điện là 600, công điện mà 6.5 là đúng rồi, còn mấy lần nữa là xong đúng không con. Còn có miếng nữa xong thì chơi sẽ đếm số bao cho bà con ha, coi thử cái 3 công điện được như bao, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 bao rồi đó. 31 cái này cũng như là 32 cho 33 bao, đây là đúng là một công điện đúng 11 bao ấy bà con đó. Mà nếu một bao 57 thì được 650, 11 bao cũng như 650 ký công điện. Còn nếu một bao nó 60 thì chục bao 600 mới kia 660 cũng trên lệch 10 ký hăng, nó 650 650
là ok đó, là trúng rồi đó. Nói chung là công điện thấy em gửi là trúng rồi đó, nhân cho 9.500 thì quá ngon nha. Lúa bữa nay lên lợi hết mọi con. Nói chung cắt lúa thì mọi con thấy mấy anh này cắt lúa mọi con thấy không, thứ nhất là có lằn gạ là chạy bánh xe cán với nhau xịt bách luôn ha. Chỉ còn lằn gom thôi là chưa hàm nó ít ra đó, với cắt chạy chậm nữa ha. Máy cắt ra chắc có thể là đi xuống cái vùng đất của Thành Đô, mà kênh YouTube Thành Đô mà con làm tháng 1, tháng 2 cắt á thì mới được thôi. Còn mà máy ra mà cắt cái vùng đất của Thất Sơn đây chết bà con người ta luôn. Rồi Thất Sơn chào bà con ha.